Sao lại cùi em quê chứ mọi người? Vậy người ai là nó điểm sân bay là thắng rồi. Giờ gì nói gì giờ? Chứ các bạn của chị đó. Dạ, có mấy anh với chị đây nè. Chị Thảo ơi, hồi em thắng hay thua chị cũng rảnh chị chụp giùm em màn hình lại nghe nào, em gửi cho bóp cho anh nha chị. Cảm ơn thầy Lâm, cảm ơn mẹ yêu, cảm ơn chị. Anh Đạt biết tìm ai để chung đôi? 2.000 người, có ai chịu chung đôi với Đạt không? Rồi, tới đây em sẽ chúc nhà chị gái chơi nha. Tất nhiên năm nay mời ngoài thư về hát hả? Thôi, cảm ơn anh. Để em giới thiệu cho. Xin chào tất cả các chị đang có mặt tại trang Bigo của Rosie Nhung nha. Ngày hôm nay thì hiện tại bé Heo đang thi một cuộc thi. Mọi người sao không có nghe cái bên ủng chị hộ cho bé Heo đó. Cảm ơn tại ngày rất là nhiều. Cảm ơn các chị. Mọi người ơi, ủng hộ cho bé Heo đi ạ. Nước trôi xa bến xa bờ, có đâu bao giờ. Hai cái tay kia làm bên này không làm gì nữa. Mọi người còn ở đây mọi người ơi, các chị ơi, ai thương mấy yêu không ạ? Ngày nay của mình nè, nhưng mà cái chấm cho chấm người sao màu vàng thế nào, là ai vô đây chấm sao màu vàng là người ta đang ở phòng của mình, ai chấm sao màu xanh là đang ở phòng của em nè. Thôi anh ơi, không có gì, thôi đừng cố quá. Mọi người ơi, ủng hộ cho bé Heo đi ạ. Ủng hộ cho bé Heo nha. Cảm ơn mọi người tặng lại cho em nha. Tiền đâu, cảm ơn chồng, cảm ơn mọi người. Trời ơi, tôi còn bảy mấy lần, bây giờ làm sao mà đi qua phòng baby được. Mà nó không phải tài mà biết đâu mà nó cũng phải cấp năm cái tại vì đang đi mà cấp cái là lớp sao biết kiểu luôn chỉ một ba ngồi sẵn mình có đăng ký đâu mà anh tắt đăng ký từ đầu đang ở bên công ty á. Cảm ơn mọi người đang ha, đang ở bên phòng live của công ty á. Chào rửa chén thuê. Hãy nhấn lên ngọn lửa trong chính trái tim của ta. Và hãy nhấn lên ngọn lửa trong chính con tim bạn bè. Lửa trong tôi, hãy ngọn lửa trong hai. Dường cháy những ước mơ lần xa. Cả nhà ở bệnh làm em đau tim quá. Trời, không có gì đâu mà đau tim, có ai đâu, bạn yên tâm. Tim mà vẫn còn đó, không đau được đâu. Không sao, cái này là vui mà. Không có mất cả yêu. Ai tặng quá trời. Ở bệnh là phút cuối không người ta mới hồi hộp đó chứ. Không có đâu trời ơi. Lên Minh Tuấn. Hôm nay là mình nghĩ mình thua. Cái sản phẩm này là nó đem về đến tao. Cảm ơn Hiền Đâu yêu nha. Hiền Đâu này, Hiền Đâu này đang ở mình nè. Cảm ơn. Em thấy Hiền Đâu cũng là idol đẹp, đẹp, đẹp gái rất hay. Cái nguyên liệu nó rất là mắc cho nên giá của nó là 580.000 đồng. Chị lên rồng kìa. Ờ người ta có rồng luôn, người ta có rắn luôn. Bên em chắc kiếm con rắn lại quá. Anh em chắc kiếm con rắn nước.
Em biết thân phận của em mà. Số phận đều trôi nên tôi lẻ loi một mình. Kiếp phận nhàn qua nhân đời bao bể dâu. Tìm chồng nơi đâu. Ủa, dư đúng sao biết? Nếu mà nam thì để là nam nữ là để không còn thời gian em biết chị quên mất mẹ luôn. Nước hoa bên em là nước hoa nguyên chất luôn 100% luôn, rất là thơm, thơm rất là lưu hương luôn. Người ta chuyển nít được mà chuyển mới được chuyển. Rồi bây giờ đang cái mặt đang chuyển với đi. Nam thì mặt tóc nữ giúp em nha để em tắm nước hoa cho chị. Người ta lên cái gì vậy? Đặc biệt là đây ai lên gì ạ? Ai lên gì vậy? Không có. Mẹ yêu, cảm ơn mẹ. Mặt tóc cho em nguyên một điều nha, đừng có xài những cái dầu công nghiệp nữa mà mình hại vào. Có gì đâu mà. Mình mua một cái chai dầu gội thiên nhiên mà nó để dưỡng tóc và nó hỗ trợ mọc tóc đó, chứ đừng có xài dầu gội mà có bọt nhiều quá nha chị nha, là nó thảy hoài, nó bị rụng hoài nha. Mình xài về cái dầu gội em cảm ơn cả nhà đã giúp em gái nha, là nó ít cái bọt lắm mà nó dưỡng tóc chúng ta, là bắt đầu nó sẽ mọc tóc lên rất là nhiều luôn các chị. Em chào nó đầu cay, nó hiệu quả rõ ràng luôn. Ai chặn mình vậy? Tên gì mà đầu cay? Ai nói chuyện? Để biết này, biết sếp này. Tại giờ bây các chị nào mà đang muốn 6789 em chào anh nè. Thì hãy liên hệ và đang bán kem hay là bán thịt mọc tóc, bán nước hoa gì dưới tụi em á, thì hãy liên hệ với dưới tụi em. Mọi người thông cảm, tại vì em đang bên phòng live, mọi người đang. Rồi cảm ơn cả nhà mình. Nước hoa thì bây giờ các chị cứ. Nên là mọi người thông cảm nha, tại vì cũng bị gọi là. Bất đắc dĩ. Đúng rồi. Rồi xin tâm có không? Dạ. Mọi nghe mà mọi người nghe không? Có nghĩa là như vậy nè mọi người. À, tới giờ thi rồi nhưng mà bé Eo hiện là đang live stream, đang hát live stream cho nên là đang ở trong phòng live đó. Tới giờ thi nhưng mà bé Eo vẫn bé heo vẫn phải lên để thi cho nó kịp giờ cho nên là trời quá đắt rồi không lên nổi, hơi ồn một chút xíu, thôi đi hơi hơi ồn một chút xíu. Cũng mong là anh chị em mà đã yêu mến bé heo trong cái suốt khoảng thời gian vừa qua thì ủng hộ cho bé heo nha. Mọi người ủng hộ cho bé heo tại vì là đang ở trong vòng live nó hơi ồn một chút xíu á mọi người, thì bất đắc dĩ không có đi ra ngoài được. Mà cũng mong là mọi người yêu thương bé heo sẽ ủng hộ cho bé heo nha. Cảm ơn cả nhà yêu rất là nhiều ạ. Cảm ơn bé heo đẹp nha. Cảm ơn 15, cảm ơn mẹ. Cảm ơn anh chị, cảm ơn bác cả. Yếu xìu à, kêu là chết rồi em ơi. Giờ mình lên thi mà bây giờ phòng live mình đang hoạt động, mình làm công việc riêng của mình nữa mà sợ ồn ào quá mọi người không có thương mình, mọi người chắc không có vô ủng hộ cho mình quá. Cái mặt buồn so à. Thì Thảo có động viên là bé heo yên tâm đi. Tại vì bao nhiêu lâu nay mọi người đã dành tình cảm cho bé heo rồi, không lẽ bây giờ là mọi người bỏ rơi bé heo đúng không ạ? Em bị rụng nhiều xài được nha, rụng nhiều là xài. Cái này là sẽ là follow hay gì ta? Follow hay là gì? Đăng ký theo dõi mình là bấm đăng ký với follow á em. À là follow à. Cảm ơn. Cảm ơn anh Chọc, cảm ơn chị Tina. Một phút cuối. Còn phút cuối cái gì? Mọi người cũng chuẩn bị, em cũng chơi Bigo rồi, mọi người có gì vô ủng hộ cho em nha. Anh ơi. Cô ba. Từ từ chị nghe tôi nói là chỉ còn một phút nữa thôi. Cảm ơn cả nhà yêu ạ. Cảm ơn Dương Dương. Cảm ơn Cương. Cảm ơn anh Pít 8 giờ nè. Cảm ơn cả nhà yêu ạ. Ai lên thì lên đi, lên cho rồi. Hôm nay mình không có ai hết nha. Có đâu mà lên. Hết giờ rồi. Đó, gần không có, không có đâu mà lên. Cái view nó vẫn còn cao như vậy. Gần hết giờ rồi nhưng mà cái lượt view vẫn còn cao như vậy thì là đồng nghĩa với việc là mọi người đã yêu thương bé heo trong suốt khoảng thời gian qua như thế nào đúng không ạ? Cảm ơn cả nhà yêu rất là nhiều nha. Qua cái cuộc thi ngày hôm nay thì sẽ biết được rõ hơn cái tình cảm của anh chị em đã dành cho bé heo trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều.
chị ơi vui lên chị. Đang rất là vui, đâu có đâu mà nương à. Cười lên, cười cười tươi lên. Sao không nói? Sao không tới? Dài thêm nhớ thêm thương. Thôi vậy, hợp lý quá. Hôm nay cứ đò, không để dành hỏi tiền. Rồi xong, rồi xong, 9, 8, 7. Không có lên đâu bạn yên tâm. Bên mình không có gì lên. Vì anh không dám có lời yêu em. Bên đây không có lên. Đúng rồi bên nè. Đúng nè. Ừ. Có màu xanh, màu xanh đúng không? Ừ. Bên kia đó. Là bên kia. À. Ok, bye bye bạn nghe, bye bye mọi người. Cảm ơn cả nhà yêu ạ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn anh Chọc, cảm ơn chị Tina, cảm ơn mọi người nhiều nha. À không, tôi nhỏ. Bye bye.